Ba lô liền kề anh em ơi, chỉ hơn 700 triệu nha. Hơn 700 triệu chúng ta sở hữu được đất mà đường song hành với là trục đường D1 với lộ giới rộng 52m. Và ở đây, những cái lốc đối diện của lô đất chúng ta là được xây dựng những dãy nhà phố thương mại. Chúng ta có thể thấy ạ. Đó, ở đây xây dựng nhà phố thương mại này. Đó, trục đường D1 thì nằm ngay đây. Rồi ạ, đường này thông thẳng ạ. Gọi là con đường song hành D1 đó quý vị. Và đặc biệt hơn nữa, cách trường cao đẳng Bình Phước chỉ 200m nha. Đây, trường cao đẳng Bình Phước ở đây, ngay đây. Rồi đối diện trường cao đẳng Bình Phước là công nghiệp ạ, các công ty xí nghiệp, các công ty xí nghiệp đã hoạt động và những công ty đang chuẩn bị xây dựng. Rồi đất chúng ta đối diện những dãy nhà phố thương mại, đất ngay đây những vị, ba lô liền kề quý vị ơi, ba lô liền kề. Diện tích của mỗi lô là ngang 5 sâu cho 30, ba lô là 450m2. Với lô đất này, tiền cho những anh em là chúng ta đang tìm bất động sản để chúng ta xây dựng nhà trọ thứ nhất này, xây dựng kho xưởng, rồi những cái xưởng sản xuất nhỏ dưới 1000m là quá đẹp nha quý vị ơi. Tới 450m2 full thổ cư. Và đằng sau đất chúng ta là có 2m lối thoát hiểm nha. Và đường điện hoàn toàn đi đằng sau. Về cảnh quan thì đằng trước sẽ không có cột điện và chỉ có cây xanh thôi. Và con đường của chúng ta là đường lộ giới 16m, lòng nhựa 8m và vỉa hè mỗi bên 4m nha. Đường thông dài ở đây đã có nhà phố xây dựng này, kiosk cho thuê rồi này. Rồi nhà xưởng hiện tại ở đây cũng đã hoạt động rồi. Và trường cao đẳng chuẩn bị đi vào hoạt động năm 2024 này. Thì chắc chắn đây là một bất động sản tiềm năng. Giá tại thời điểm này quý vị ạ, chỉ hơn 700 thôi. Hơn 700 thôi là sở hữu được rồi. Quý hàng nào quan tâm tới sản phẩm này, nhanh tay liên lạc cho Trọng Thơ qua số điện thoại Trọng Thơ để trên trang cá nhân. Hẹn gặp lại quý hàng tại vị trí đất, xem đất và nhớ chốt nha quý vị.